told your friend you're not okay. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ bắt đầu làm một chiếc xe Jeep chạy máy xăng này. Đấy, động cơ 135cc. Đây là phụ tùng của nó này. Đây là bộ cầu trước này. Đấy, bộ cầu thẳng và có cả thước lái. Đây là bốn cái nhíp này. Tiếp theo là bộ số lăng tạ này. Đây là bộ đèn pha K5 này, laser. Đây là bộ vô lăng trục lái này, để xa xa thôi. Đây là bình ắc quy đề này. Đây là đội đèn xi nhan này, kèm hậu này. Đây là bình xăng này. Bình xăng đẹp ghê đấy. Và đây nhá là cục máy này. Đây là cục máy 135cc. Là một cái phanh tay này. Cần có phanh tay này, một cái đá phanh chân này. Ok. Và đây là bộ cầu sau V-size này, nhưng người ta thiết kế là người ta sản xuất thiết kế là để người ta lắp cho xe lôi thì người ta dùng động cơ xe máy cộng với cả cái số lùi thì người ta đặt ở bên này, nhưng mà tuy nhiên thì mình sử dụng cái bộ số lăng tạ này, cho nên để cái trục cắt nó được thẳng ấy, thì mình sẽ phải chuyển cái sọ vi sai này sang bên này nhé. Bằng cách mình sẽ tháo cái này ra và chuyển hai cái sọ hai bên này lộn sang thì nó mới đúng chiều quay được. Đầu tiên mình tháo nhớt ạ. Nhíp 5 lá dài 70cm này. Đây đây này, là một đôi. Cầm ở dưới này.
này bé quá so với cái ốc này, mình phải khoan to cái lỗ này ra nhé. Đây nha, mình vừa mới ép cái khung để làm kích thước phủ bì cho chiếc xe này. Đó, trên cái khung này thì là nó là một cái khung vuông có chiều dài là 2,5 m, 2m 25 và chiều rộng là 1m 26 theo kích thước của bộ cầu sau. Bộ cầu sau thì ok rồi, nhưng tuy nhiên bộ cầu trước này thì anh ấy hàn là nó không được chuẩn và nó đang ngắn hơn so với cầu sau, nên giờ mình sẽ phải hàn lại cái cầu phía trước này, này cho nó dài hơn ra.